Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia vào một cái dự án whitelist. Chúng ta sẽ tham gia để có thể mua được IDO của một cái dự án game có tên là Theta Arena. Một cái tựa game mà mình đánh giá rất cao về cái con này, về đồ họa, cách chơi cũng như là các cái chiến thuật, các cái tính năng play to earn trong game. Thì hiện tại thì con này có hai cách để chúng ta tham gia whitelist ở trên hai nền tảng, đó là Polkadot Starter và KaiStarter. Tuy nhiên thì ở trên Polka ấy, thì nó sẽ bắt chúng ta phải hold token cũng như là cái thể lệ mua nó cũng rất là khắt khe. Các bạn sẽ cần phải có vốn thì chúng ta mới mua được. Đấy, còn cái kèo mà các bạn chơi trên cái mạng lưới Kai, chúng ta mua cái đợt IDO ở trên KaiStarter thì nó sẽ dễ để chúng ta tham gia hơn. Thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải tạo cho mình một cái ví KDA trên. Thì mình đã có hai video, một là video hướng dẫn tạo ví này và chuyển coin từ ví VNDC đến cái ví KDA trên. Đấy, thì các bạn có thể xem lại cái video này của mình sẽ để cái đường link dưới phần mô tả của video. Hiện nay thì bên VNDC họ đã fix, tức là các bạn chuyển coin từ ví VNDC qua cái ví KAI Wallet với cái mạng là KRC20 thì chúng ta sẽ không phải mất phí nữa. Đó. Rồi, còn về cái tựa game này thì ở trên cái kênh ANMK của mình thì mình đã có làm 3 video về cái tựa game này. Một video về review game, tổng quan về game. Còn mình đã có hướng dẫn 2 video test game. Đó, 2 video này test game là mình test cái tựa game Strike Hero, một cái tựa game y hệt cái tựa game này. Đó, là anh em cùng cha với cái tựa game Theta Arena. Ok, thì mình sẽ cho các bạn xem qua về một số cái giao diện của cái tựa game này. Tại sao mình lại nói là một tựa game rất hay và đáng để chúng ta tham gia. Nếu mà các bạn mua được cái đợt IDO lần này thì chắc chắn sẽ có cơ hội ích tài sản rất là nhiều. Tuy nhiên thì tựa game này mình đầu tư vào thì cũng không phải là chỉ đơn giản là đầu tư, mà mình đầu tư vào để mình chơi nữa, để giải trí nữa. Đấy, vì con này các bạn có thể thấy cái lối chơi của nó tương tự như một cái số game nổi tiếng như là Liên Quân Mobile hay là Liên Minh Huyền Thoại. Đó, thì các bạn sẽ có các cái map, chúng ta có thể chọn các cái map solo này, rồi là đánh với đội nhóm này. Đó, và các bạn hoàn toàn có thể, chúng ta có thể sử dụng các cái nhân vật của chúng ta để chúng ta di chuyển. Thì mỗi cái con hero, mỗi con chúng ta sử dụng trong này sẽ là một cái NFT. Các bạn có thể nâng cấp nó để chúng ta đi chiến đấu vào các cái ải đánh boss, hoặc là chúng ta vào các cái map solo, hoặc là các bạn có thể sử dụng các cái hero này. Nếu mà các bạn không chơi nữa thì chúng ta có thể bán ở trên marketplace. Đó, và ở trong cái game này thì nó sẽ có hai cái đồng token giống như là cái game Axie Infinity. Một đồng token sẽ là token nền tảng của game, còn một đồng token sẽ là tính năng play to earn, tức là khi mà các bạn chơi thì chúng ta sẽ kiếm được cái đồng token đó và các bạn có thể bán cái đồng token đó ở trên các sàn giao dịch để chúng ta quy về cái USDT. Ok, thì nếu bạn nào các bạn yêu thích cái tựa game này hoặc là các bạn muốn trải nghiệm cái tựa game này thì các bạn có thể lên CH Play và tải cho mình cái game đó là Hero Street. Tuy nhiên đây là một cái tựa game sinh đôi thôi. Còn nữa, cái game chính thức ấy, thì trong tháng 9 này thì nó mới bắt đầu mở whitelist và tầm khoảng tháng 10 thì chúng ta mới có cái chế độ chơi test. Đấy, thì các bạn có thể xem qua nhé. Mình đã có làm 3 cái video ở trên kênh ANMK của mình. Thì mình sẽ để cái đường link kênh ANMK dưới phần mô tả để các bạn, nếu chúng ta muốn tham khảo thì các bạn có thể quay vào. Ok. Và để tham gia vào kèo Europe ngày hôm nay, để tham gia vào kèo whitelist ngày hôm nay ấy, thì các bạn sẽ cần phải nhấn vào cái đường link mình để dưới phần mô tả của video. Thì trong kèo này chỉ có 1000 slot, tức là chỉ có 1000 người có thể giành chiến thắng. Đó, và đầu tiên khi mà các bạn nhấn vào đường link thì các bạn sẽ cần phải đăng nhập vào một trong các trang mạng xã hội. Nếu mà các bạn lần đầu làm các kèo ở trên cái Gleam.io, đấy, thì chúng ta sẽ cần phải đăng nhập vào một trong các trang mạng xã hội như là Twitter, Facebook hay là Discord. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành điền tên. Last name thì các bạn sẽ điền tên này, first name rồi là last name, các bạn điền họ tên của các bạn vào. Thì đây chúng ta cũng không cần điền cái họ tên chính của chúng ta, họ tên thật của chúng ta đâu. Rồi phần country thì các bạn sẽ chọn cho mình là Việt Nam. Đấy, các bạn sẽ lướt xuống ở phần phía dưới có Việt Nam đây. Rồi là ngày sinh, rồi là ID Telegram thì các bạn sẽ vào trang Telegram. Các bạn sẽ vào dấu 3 gạch ở phía trên góc trái màn hình. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình phần setting, sau đó chọn phần edit profile. Và chúng ta sẽ cần copy cái username Telegram của các bạn ở đây. Các bạn copy vào. Rồi sau đó các bạn sẽ dán vào đây và các bạn lưu ý là thêm cho mình cái dấu A còng ở phía trước nhé. Rồi sau đó các bạn tích vào cái phần là tôi đồng ý với các điều khoản điều kiện đây nhé. Tích vào cái phần này. Rồi nhấn vào continue. Ok, sau khi các bạn nhấn vào continue thì nó sẽ ra các cái nhiệm vụ để các bạn cần phải hoàn thành. Thì đầu tiên các bạn sẽ tiến hành làm cho mình lần lượt các nhiệm vụ, đó là follow này, retweet này, rồi là join này. Đấy, các cái nhiệm vụ này thì khá đơn giản nên có lẽ là mình sẽ làm nhanh cho các bạn, chúng ta cùng xem. Rồi, thì đây là cái kênh Theta Arena, cái trang web của nó mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn để chúng ta tìm hiểu về cái tựa game. Sau khi chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ thì chúng ta quay lại nhấn vào Continue. Ở đây thì có thể nó sẽ bắt các bạn xác nhận cái mã captcha. Thì các bạn sẽ yêu cầu điền các cái hình ảnh mà nó yêu cầu ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ follow các cái kênh trang mạng của nó ở trên Telegram. Thì các bạn mở Telegram ra, chúng ta join vào. Thì đây chính là các kênh thông tin để các bạn cập nhật mới nhất về những cái thay đổi, về những cái update ở trong tựa game. Rồi, hai kênh này, sau đó các bạn sẽ tiếp tục là làm hai cái nhiệm vụ follow ở trên Twitter. Sau khi bạn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ follow và join thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành download cho mình cái ví KDA trên. Thì đây các bạn có thể nhấn vào phần download ở đây nhé. Thì mình đã có làm hai video hướng dẫn download cũng như cài đặt tạo cái ví rồi. Thì đây các bạn sẽ chọn cái nền tảng, ví dụ như các bạn sử dụng Android thì chúng ta chọn Google Play, còn sử dụng iOS thì chúng ta chọn App Store. Đấy, sau đó chúng ta download về và làm như cái video hướng dẫn tạo ví lúc nãy mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Đấy, tiếp theo là các bạn sẽ chụp hình ảnh của ví KDA trên của các bạn ở trên Mobi, tức là cái ở trên cái ứng dụng ví của các bạn ở trên điện thoại. Ở đây thì các bạn sẽ vào cho mình cái ứng dụng ví KDA trên Wallet nhé. Sau đó các bạn sẽ chụp ảnh lại cho mình cái màn hình. Chúng ta sẽ chụp ảnh cái màn hình ví KDA trên của các bạn như thế này. Đó, sau đó thì các bạn có thể đăng lên Facebook hoặc là Instagram hoặc là Twitter, hoặc là chúng ta sẽ tải vào cái gửi vào cái máy tính của chúng ta. Sau đó từ máy tính thì các bạn up file lên là được. Đó, đây các bạn nhấn vào phần upload file. Đó, sau đó chúng ta sẽ tải lên. Ok, sau khi các bạn up file lên thì chúng ta sẽ nhấn vào phần continue. Tiếp theo các bạn sẽ điền địa chỉ ví KRC20 của chúng ta. Thì với cái địa chỉ ví này thì các bạn sẽ lấy ở trên cái ví KAI Wallet cho mình nhé. Đó, thì các bạn sẽ tiến hành chúng ta mở cái ví KAI Wallet ra. Sau đó các bạn sẽ thấy ở cái phần này, đó là cái phần nhận ví mới. Thì đây các bạn sẽ nhấn vào cho mình. Đó, các bạn copy cái địa chỉ ví này nhé. Đó, copy cái địa chỉ ví này. Sau đó các bạn sẽ dán vào cái phần này cho mình và nhấn vào phần continue. Đó, thì các bạn sẽ lấy cái địa chỉ ví phần nhận nhé. Đó, các bạn lưu ý cho mình, lấy địa chỉ ví phần nhận. Ok, tiếp theo là các bạn sẽ, ở đây thì nó nói là bạn có cần phải hold 2.000 KAI. Thì cái nhiệm vụ này các bạn có thể làm hoặc là không. Ở đây nó hỏi là các bạn có hold 2.000 KAI không. Thì đây các bạn có thì các bạn nhấn yes, còn không thì các bạn nhấn no. Cái này thì tùy các bạn. Rồi ok. Sau đó tiếp theo là answer question. Thì đây các bạn sẽ nhấn vào, chúng ta sẽ trả lời một cái câu hỏi ở đây. Đấy, thì các bạn có thể thấy là ở đây nó có hai nhiệm vụ yêu cầu chúng ta là hold ít nhất là 2.000 KAI và 20 DKAI. Tuy nhiên thì sau khi mà mình hỏi admin của bên KDA trên thì họ bảo là cái phần này thì nó không bắt buộc, tức là các bạn có thể làm, có thể hold hoặc là không. Đó, hold thì sẽ tốt hơn. Đấy, hold thì nói chung chúng ta sẽ tốt hơn và có nhiều cái cơ hội để các bạn giành chiến thắng hơn. Tuy nhiên thì không hold thì cũng không sao. Đó, và cái này thì kèo này thì nó sẽ lấy 1.000 rank, 1.000 người có cái điểm entry cao nhất, tức là cái điểm ở đây. Đó, thì các bạn có càng nhiều điểm ở đây, làm càng nhiều nhiệm vụ, mời càng nhiều bạn bè thì các bạn sẽ có cái điểm này cao và chúng ta sẽ giành được cái suất mua IDO. Còn cái phần này là cái phần hai cái điều kiện hold là chúng nó không bắt buộc nhé. Đấy, thì phần trả lời câu hỏi nó hỏi bạn là bạn có nhiều bao KAI trong ví KAI Wallet. Đấy, thì mình lúc nãy mình để mình kiểm tra lại nào, mình có 113 KAI. Ok, rồi nhấn vào continue, chúng ta chỉ điền số chẵn thôi. Tiếp theo là chụp cái số dư KAI ở trong ví của các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói chung các bạn cứ chụp màn hình, các bạn up lên cho mình. Đấy, thì mình sẽ up lại cái file lúc nãy nó hiện cả số dư ở đây, mình up lại. Rồi nhấn vào continue. Ok. Rồi, tiếp theo là nó hỏi các bạn cái phần này thì các bạn cứ nhấn vào yes đi. Ở phía trên lúc nãy nếu trên này các bạn nhấn vào yes thì nó sẽ tốt hơn. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta trả lời một câu hỏi nữa, nó hỏi là bạn có bao nhiêu DKAI ở trong cái web thì các bạn nhấn vào no hoặc vào không. Rồi tiếp theo là chụp ảnh số DKAI thì các bạn cũng tải lên cho mình cái ví lúc nãy luôn nhé. Chúng ta sẽ tải upload cái ảnh lúc nãy luôn. Đây, ảnh này nó sẽ hiện cái số dư DKAI của bạn luôn. Các bạn up lên cho mình. Nhiệm vụ cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành retweet ở trên Twitter thì các bạn sẽ nhấn ra, nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái trang Twitter. Bây giờ chúng ta thì sẽ tiến hành retweet cái bài này về. Ở đây các bạn nhấn vào phần tweet luôn. Đó, sau đó các bạn quay lại nhấn vào continue. Sau khi bạn hoàn thành tất cả nhiệm vụ thì nó sẽ unlock, mở thêm cho các bạn ba cái nhiệm vụ. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành đầu tiên là các bạn sẽ join vào kênh Theta Arena ở trên trang Discord. Đó, chúng ta sẽ join vào cái kênh này. Ok. Đây, các bạn nhấn vào chấp nhận lời mời. Còn nếu bạn nào chưa có tài khoản Discord thì các bạn có thể tạo một cái tài khoản bằng email. Ok, sau đó chúng ta quay lại nhấn vào Continue. Nhiệm vụ cuối cùng là các bạn sẽ download cái tựa game Hero Street. Thì đây là một cái tựa game gọi có thể nói là anh em sinh đôi với cái tựa game Theta Arena. Chỉ có là cái tựa game này nó không áp dụng cái yếu tố NFT cũng như là yếu tố play to earn, mà cái game này thì anh em có thể chơi giống như cái game Liên Quân. Các bạn có thể chơi để giải trí, cũng như là chúng ta có thể chơi để có thể làm quen trước với cái tựa game hôm sau nó ra mắt. Ok, thì các bạn sẽ mở ra, chúng ta sẽ mở ra, các bạn sử dụng nền tảng iOS hay Android thì chúng ta mở ra. Đấy, thì đây là chính là cái tựa game mà giống như với cái tựa game Theta Arena chuẩn bị ra mắt. Sau đó các bạn nhấn vào Continue. Rồi cuối cùng thì các bạn nó sẽ cho các bạn một đường link rep, thì các bạn có thể copy cái đường link rep này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè chúng ta tham gia để các bạn có thể nhận thêm cái điểm insight trên này. Điểm số càng nhiều thì các bạn sẽ còn có nhiều cơ hội để chúng ta tham gia đợt mở bán IDO. Và khi mà cái đợt mở bán này diễn ra, hoặc là khi mà có công bố kết quả, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể mua được IDO ở trên KaiStarter dành cho những cái bạn mà giành chiến thắng. Và kèo này là một kèo chất lượng, hoàn toàn anh em có thể kỳ vọng x10 hay là x20 lần. Đấy, nói chung con này là một con anh em cũng chơi, anh em nào mà muốn chơi game kiếm tiền, muốn play to earn thì chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ, nên tìm hiểu sớm về cái tựa game này để các bạn nắm bắt được cơ hội. Và video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.